Lễ vượt qua. Đức Chúa Trời cảnh báo Pha-ra-ôn rằng nếu ông không cho dân Israel ra đi thì Ngài sẽ giết hết thảy con trai đầu lòng của người Ai Cập lẫn súc vật. Khi nghe điều này, Pha-ra-ôn vẫn không chịu tin và nghe theo lời Chúa. Đức Chúa Trời đã cung ứng cách để cứu tất cả con trai đầu lòng của những ai tin Ngài. Mỗi gia đình phải chọn một con chiên con hoàn hảo không tí vết và giết nó. Chúa bảo dân Israel bôi huyết của chiên con quanh cửa nhà mình, rồi nướng thịt và ăn thật nhanh cùng với bánh không men. Ngài cũng bảo họ hãy chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi Ai Cập đang khi ăn. Người Israel làm theo tất cả những gì Đức Chúa Trời truyền lệnh. Lúc nửa đêm, Chúa đi qua xứ Ai Cập và giết hết thảy các con trai đầu lòng của họ. Những nhà nào có huyết bôi trên cửa thì Chúa vượt qua và tất cả mọi người ở bên trong đều được an toàn. Họ được cứu bởi huyết chiên con. Nhưng người Ai Cập không tin Chúa hoặc không vâng theo mạng lệnh của Ngài, vì vậy Chúa không vượt qua nhà họ mà giết tất cả con đầu lòng của người Ai Cập. Mọi con trưởng nam của người Ai Cập đều chết hết, từ con đầu lòng của tù nhân đang ở trong tù cho đến con đầu lòng của Pharaoh. Nhiều người Ai Cập khóc than vì họ quá đau buồn. Đêm đó, Pharaoh cho gọi Môi-se và Aaron và nói: "Hãy đem dân Israel và rời khỏi Ai Cập ngay lập tức." Người Ai Cập cũng hối thúc người Israel: "Hãy ra đi ngay lập tức."